Thưa quý vị, sau 3 ngày thi, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập và trường trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn năm học 2023-2024 đã kết thúc thành công tốt đẹp. Ghi nhận của phóng viên thời sự Đà Nẵng TV. Áp lực vào trường công tại Đà Nẵng năm nay rất lớn, khi sẽ có khoảng hơn 4.000 trên tổng số gần 15.500 thí sinh dự thi không đậu vào trường công. Để chắc chắn khả năng đậu của mình, việc chọn nguyện vọng cùng thứ tự nguyện vọng cũng được các thí sinh tính toán thấp hơn so với năng lực. Tỷ lệ đăng ký vào các trường tốt giữa và tốt cuối tăng cao so với mọi năm. Vì vậy, kết thúc kỳ thi đầy căng thẳng, thí sinh muốn dành cho mình thời gian để cân bằng. Sau khi thi xong thì em thấy rất là kiểu như là xóa đi, không cần lo chi nữa hết. Thì sau khi thi xong em sẽ đi ngủ để bù cho mấy bữa em dậy sớm học bài. Niềm vui của con trẻ sau mỗi môn thi trở thành niềm hy vọng của cha mẹ. Chưa bao giờ cuộc đua vào lớp 10 công lập thôi nóng, dù tại Đà Nẵng, số lượng các trường tư thục ngày một tăng. Bởi tâm lý chung, ai cũng muốn con học trường tốt, trường công. Thì trước lúc thi thì các cháu cũng ôn bài, mà những ngày mà gần thi là cách một ngày thì cũng động viên an ủi cháu cho cháu có động lực để cháu vào phòng thi cho yên tâm thôi. Nói chung là sau kỳ thi này thì mình cũng nói chung mà các bạn là mình cũng mong muốn là cho các con đó nó đậu vòng một hết, với lại cũng mong muốn là cha mẹ cũng nên tạo một cái động lực hoặc là một cái cuộc vui chơi nào đó để cho phần thưởng cho con, để cho các con nỗ lực. Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay tại thành phố Đà Nẵng đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đề thi bám sát chương trình, có tính phân hóa, phù hợp thực tế. Tình hình tại các điểm thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sự cố bất thường nào xảy ra. Ngành giáo dục thành phố trong năm học đã thực hiện công tác phân luồng hướng nghiệp hoặc giới thiệu các trường nghề phù hợp với khả năng, sở thích của từng em. Số học sinh còn lại thì các em sẽ có nhiều cơ hội học tập. Một là có 3 trung tâm giáo dục thường xuyên, ngoài 22 trường trung học phổ thông. Rồi có các trường trung học phổ thông tư thục hiện nay cũng đã dần dần ổn định và có những bước phát triển rất tốt. Đặc biệt thì theo chủ trương của chính phủ cũng như thành phố, đó là thực hiện các phân luồng sau trung học cơ sở. Thì chúng ta hướng đến là sẽ đến 2025 thì có khoảng 30% là học sinh sau khi tốt nghiệp sẽ vào các trường nghề. Và tôi nghĩ thì cơ hội học tập của một học sinh là rất là nhiều. Và các em không học ở giai đoạn này, ở giai đoạn là 15 đến 18 tuổi, thì các em nhiều cơ hội học tập ở giai đoạn tiếp theo. Và với một cái xu thế ngày nay thì việc học tập là suốt đời, và chúng ta luôn luôn có thể là nhiều cơ hội để học giai đoạn khác nhau. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2003-2004, Đà Nẵng có 15.484 thí sinh đăng ký dự thi, 257 em được tuyển thẳng. So với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023, năm nay số thí sinh dự thi tăng 484 em, nhưng chỉ tăng thêm 80 chỉ tiêu.